Rồi, bây giờ em sẽ lên ống bột cặp đen tuyền giá rẻ cho mọi người, cho canh với không thủy luôn. Cái bé cái chai kia là bé được bắt bố con bố tách một Mexico này, được chưa? Mình bắt đầu cắn chai rẻ. Con đực là mấy đứa lần lên tay ke luôn. Đấy, mọi người nhìn cái tay đã bắt đầu ke chích vào nhau rồi. Lòng bột tuyền chích vào bóng. Ôi, dành nhau cái chai. Con đực là con rằng trai này, nó bé hơn con cái một tí nhưng mà cực kỳ là nhanh nhẹn và xinh luôn. Mọi người nhìn thấy kìa, bé kìa mà dành cái trai này. Con cái thì lên tay trước rồi, con đực lên tay kia thì lên sau này. Lưng này, bóng chưa? Cái chất lông. Hai con này đều là đen không tì vết một tí nào nhá. Đấy, mọi người, nếu mà ra nắng thì nó sẽ lên cái ánh bóng, đen bóng mượt. Rằng đây lông này, đuôi, hai con rằng nhau đây, ổn quá, không rằng nữa. Nào, con cái kia cắn ổn thế nhở? Đây được cắn rẻ này, cái đang cắn sai này, được cái đầy đủ nhá. Ấy, con được gấu chưa? Vừa cắn vừa gấu luôn. Em nào nuôi phong thủy thì nuôi đàn này là cực kỳ là đẹp. Hai bé này, một cái một được luôn. Ây cha, ây cha, ây cha, ây cha. Ây cha, ây cha. Nào, úi dồi ôi, cắn. Mỗi một con sẽ một sở thích này. Hai bé này đều đã hơn 2 tháng tuổi rồi nhá. Con cái thì tầm hơn 8 cân, con đực thì cũng tầm 7 cân rưỡi rồi. Nên là mọi người hoàn toàn yên tâm là chó cứng cáp rồi. Ở đây thì em đang cho ăn cơm bình thường nên là về canh chị cũng không lo là lạ đồ ăn hay là cho ăn cầu kỳ khó chăm đâu ạ. Chó này thì nhà em sẽ nuôi theo cái chế độ mà cực kỳ là dễ chăm cho mọi người luôn. Để cho các bé về nhà mới nhé.